nha. Thì bữa nay mình cũng tiếp tục chia sẻ tiếp cho cả nhà xem chiếc Vuta M146 nè cả nhà. Cabin máy lạnh luôn, con này đẹp xuất sắc luôn. Nó nằm trong đây nè. Cái kho này rất nhiều xe cả nhà. Đặc biệt bữa nay là có mấy chiếc này, để lại chút xíu mình quay cái clip sau cho cả nhà nha. Đó. M146. Đây cái vỏ mình cho cả nhà xem tham khảo cái vỏ luôn nha, 9.5/20 luôn nè. Mở mâm là nước sơn zin. Đây nhìn cái vỏ đã lắm đó nha. Rồi cái vỏ zin nha cả nhà. Vỏ zin giống như vỏ mới hay giống như mà vỏ mới thay á. Nó vỏ zin luôn. Chiếc này keng quá cả nhà. Đẹp cây xà beng luôn. Đó, rồi đó nè. Chiếc này đẹp quá. Tay lái trợ lực lái luôn nè. Bây giờ mà thấy em này là không có chê chỗ nào được luôn. Đây mình quay cây kỹ cho cả nhà xem nha. Quá VIP. Cái lượng dưới nữa nè. Zin như sơn lại luôn, mới keng xà beng. Rồi cho cái nhà xem tham khảo cái máy coi. Cái bình này nó nặng quá. Rồi trước tiên cho cả nhà xem tham khảo cái áo viết em đó nè.
quá mới luôn. Ốc biết còn 7 màu luôn cả nhà. Thấy xét luôn. Cả xuống nó đẹp lắm cả nhà. Mình vừa quay vô đây rồi trú mưa luôn. Đóng cầm như xe hơi vậy. Em này chạy là 1502 giờ. Sao nó chá chá cả nhà. Rồi. Rồi. Đẹp vip luôn. Không chê chỗ nào được cả nhà. Em lại không chê, chỉ chê là giá thành tiền nó cao thôi. Chiếc này thì giá thì nó cao rồi đó. Quá đẹp luôn mà. Bạn nào thích chiếc này thì mình cũng review chi tiết cho cả nhà ha. Nói chi tiết cả nhà, cho cả nhà xem cái chi tiết từ chi tiết một nha. Tấm kiếng này là dở lên dở xuống đó.